bạn thân mến, tôi đang có mặt tại rừng đặc dụng Sao La Quảng Nam và hôm nay tôi lại tiếp tục hành trình đi theo chân các anh kiểm lâm để đi tuần tra và đi tìm kiếm loài sao la quý hiếm mà rất là ít người được thấy. Và trong hành trình này thì chúng tôi dự kiến chuyến đi kéo dài hơn một tuần. Bây giờ thì khoảng 9 giờ rưỡi sáng và thời tiết hôm nay trời rất là đẹp. Hôm qua thì trời ở Tây Giang có trời có mưa nhẹ, khiến cho khí hậu ở đây trở nên dịu mát hơn so với những ngày trước. Chúng tôi đang có mặt tại trạm kiểm lâm Atep thuộc hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La. Và bây giờ thì các anh kiểm lâm đang chuẩn bị hành trang để đi rừng chuyến này. Chúng ta có thể thấy những vật dụng của các anh, tấm tăng và rất là nhiều đồ lương thực thực phẩm. Mọi người đang phân đồ vô rừng, cũng là những hành trang quen thuộc. Cà phê nét cà phê, dầu tắm, nước rửa chén, nước mắm, rượu, cá và một chai rượu. Mì tôm thì dùng hảo à, cái thùng này thùng gì anh? Thịt muối sẵn bả tăng thẳng lá luôn hả? Đúng rồi. Rồi. Trứng, ví dụ như trứng giờ làm sao mình để cho sao khỏi vỡ? Cho nên mình phải treo lên trên ở ngoài hả? Ngoài. Rồi. Để ngoài. Còn cái bao này là xoong nồi. Xoong nồi. Đây, bề mặt cá để mang theo bao nhiêu là cúng ông thằng rừng. Hết đành rồi, quà lành nữa. Đây hả? Để thêm canh. Canh, tỏi, hành, gia vị. À, bột, tiêu, thịt muối đâu? Có muối trong bao, đây nè. Ít gì đó anh, đủ không? Muối đủ không? Muối đủ, 2 gói mà. Dạ. 3 gói luôn. À, các kem đánh răng chưa? Có. Chết chưa, mình chạy đi mua. Có kem đánh răng rồi chứ. Đi rừng không em? À, rồi. Mua nói chuyện kêu răng. Nó có lịch đổ. Chú chó của đồn Atep. Đang mọi người đang tìm cái chỗ để cột cái thùng mì. Cột vô rồi. Đừng cưng mình cột đến đâu. Đừng bẹn. Chưa tìm được hướng. Rồi đúng rồi. Cột tới đây xuống chỗ một cố định này. Đây này. Đây, ngon lành. Cọt lắm, đi nửa đường nó rớt. À, phải cọt chặt lại, đi được khỏi dàn lắc. Thùng mì 2,4 kg. Hảo, chua cay. Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu xuất phát lên đường, tiến vào khu rừng đặc dụng Sao La Quảng Nam. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị đi xuống theo con khe phía dưới kia. Đi theo cái đường nữa. Đi mía. Đặt xuống sâu. Mùa này khe suối dưới đây có vẻ cạn. Tuần rồi trời ở Tây Giang trời nắng nên là các con suối bắt đầu khô. Chỉ có đêm qua là trời nó mưa nhẹ. Giờ chúng ta chuẩn bị vượt theo suối và theo khe đá đi theo cái đường kia đã qua bên kia. Con đường ngày hôm nay sẽ đi ven theo con suối này, đi sâu vào rừng rậm. Và quá trình đi đến cái láng cố định của chúng tôi trong chuyến đi này sẽ mất khoảng hơn 3 ngày. Chúng ta có thể thấy cái dòng suối hiền hòa đang chảy qua hai hướng, và đây là một trong những nhánh hướng vô rừng.
Hành trình ngày hôm nay thì chủ yếu là chúng tôi sẽ đi lội theo cái con khe này. Đường vào rừng, các bạn thấy ở hai bên suối này thì chủ yếu là tre, những loại cây bụi. Dòng suối hiền hòa rất là đẹp. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vô trong rừng thực dụng sau là không ăn. Đường này bắt đầu đi vô cái rừng tre. Như các bạn có thể thấy, ba lô hành trang của các anh trong ngày đầu xuất phát, ba lô nào cũng căng cứng và rất là nặng các bạn ạ. Mỗi ba lô thì các anh mang một món đồ, ví dụ như là gạo, đồ ăn, thịt và còn nhiều thứ đồ để chúng tôi sinh hoạt trong những ngày ở trong rừng. Những con đường ven suối trong khu rừng đặc dụng Sa La Quảng Nam rất đẹp các bạn ạ. Nước trong vắt và những tán cây xanh cao ngút trời. Như các bạn có thể thấy, những con đường dốc cao mà mọi bước đi đều phải chắc chắn. Đất thì trơn trượt nhưng có đôi giày cao su như thế này thì rất là vững bước. Các bạn có thể thấy hai bên đường là những cái sợi dây leo, nó đeo bám vào những cái sợi cây mà nhìn như những bức tường, những bức rèm mỏng đan xen. Tuy mới xuất phát được khoảng một tiếng đồng hồ nhưng mà tôi bắt đầu cảm giác mệt rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy từ xa người dân đang xúc cá trên dòng suối. Ở dòng suối trong khu bảo tồn thì có rất nhiều cá. Thì đây là người dân ở xung quanh đây, họ tới đây đánh bắt. Có cá không bé? Có cá không? Không à? À, bắt cá từ hang. Có không? Có không? Sáng giờ bắt được nhiều không? Không à. À, anh trai. Anh trai này bắt mấy con cá này. Cá gì đó anh? Cá là cá gì? À, cá suối đó. Cá này ở mình gọi là tên gì? Chơi hang hả? Sáng giờ bắn được như đó thôi hả?
gắng đi đôi dép này nhưng mà vẫn chưa quen, sao phải đi đôi dép tổ ong nên phải mang mang vớ vô, mang vớ cho phải bị lột da. Mang tắt vô cho nó cào sát, nó cào sát qua cái mớ nó bị da da rất là làm miếng đường. Nước suối róc rách hiền hòa, hiền hòa nghỉ thì nhìn dòng nước mình cảm giác rất là thoải mái, sức khỏe và không khí trong rừng ở những cái góc, những cái khe như thế này thì rất là mát, nên đi mệt á, mình nghỉ một chút thì hồi phục rất là nhanh. Chúng tôi đã đến điểm nghỉ của ngày hôm nay. Đây là một điểm nằm bên bờ suối. Sáng giờ chúng tôi đã đi được 2,8 km và đi trong 3 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ nói lý do làm điểm lán trại nghỉ ngày hôm nay vì ngày mai chúng tôi sẽ đi hành trình rất là dài, vượt lên dông rất là cao. Và đây là cái điểm tiếp suối cuối cùng để ngày mai vượt lên. Nếu bây giờ cố gắng tiếp tục đi lên nữa thì có thể là ngày mai chúng tôi không có thể nào, có thể là lỡ cỡ nếu mà bây giờ đi nữa thì đêm nay sẽ ngủ ở lưng chừng núi và nơi đó thì không có nước suối để mà có thể sinh hoạt được. Ngày mai chúng ta sẽ đi vô đường ranh giới giữa Huế và Quảng Nam. Ở giữa tán rừng này chúng ta có thể thấy là trời ít mây, rất là trong, chuẩn bị nấu cơm. Đây có cái canh rượu do ba mình cho mình mang đi để mời các anh uống.
ngâm rượu thuốc